Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game Chiến binh Long Thần nha các bạn. Thì Chiến binh Long Thần là tựa game hệ tướng nhảy tay màn hình ngang do nhà hành chính lại phát hành tại trường Việt Nam. Thì Chiến binh Long Thần không có nổi bật về bất kỳ khía cạnh nào, nhưng mà nhìn chung vẫn là một cái tựa game tạm ổn dành cho các bạn là fan của bộ truyện tranh manga 7000 hột gạo. Thì đến với cái trò chơi này, bạn sẽ tiến hành tập hợp các anh hùng cũng như là hiệu triệu sức mạnh lớn nhất với sự hỗ trợ của Long Thần để tiêu diệt các thế lực hắc ám. Thì có thể nói đồ họa chính là điểm nhấn nhất của cái tựa game Chiến binh Long Thần này. Tuy vậy, vẻ đẹp của trò chơi không thuộc dạng full 3D lung linh sống động. Thay vào đó thì hình ảnh ở trong game vẫn đi theo hướng là 2D quen thuộc, mang đến cho bạn người chơi cảm giác như đang xem một bộ phim hoạt hình được trao chuốt và mô tả một cách hoàn hảo nhất. Thiết kế cũng như tạo hình nhân vật trong trò chơi cũng hoàn toàn giống với những nhân vật trong bộ truyện 7 viên ngọc rồng. Từ đó thì mang đến cho bạn những cái trận chiến với chất lượng đồ họa sắc nét và cực kỳ sống động. Thì tất cả các bạn người chơi sẽ cảm nhận rõ nét và chân thật nhất về sự khốc liệt cũng như là uy lực trong từng đòn đánh, từng kỹ năng mà các nhân vật tung ra. Với trò chơi chiến thuật theo luật vô cùng quen thuộc, Chiến binh Long Thần Mobile mang đến các trận đánh hoàn toàn tự động mà bạn không cần chạm tay vào. Ví dụ bạn người chơi là tung ra đội hình mạnh nhất để chiến thắng đối phương và vượt qua các trận đánh mà mình đặt ra. Thì các bạn cũng cần nguyên liệu để tăng cấp và đột phá cho những nhân vật của mình để tăng sức mạnh của đội hình. Có thể nói so với các game cùng đề tài thì hệ thống bồi dưỡng của Chiến binh Long Thần có phần đặc thù và thiếu điểm nhấn. Thì việc chia các nhân vật thành các hệ nguyên tố không được hợp lý cho lắm. Từ vậy trải nghiệm trò chơi sẽ khiến bạn cảm thấy như đang chơi một game hệ tướng tầm thường được hai giai đoạn hợp thành Dragon Ball vậy. Nói đi phải nói lại thì một điểm cộng lớn dành cho Chiến binh Long Thần chính là game khá thân thiện với các bạn là dân cà chai. Thì bởi lẽ thì có vô số các hoạt động trong game hưởng kim cương và quế quay cho các bạn, bạn có thể farm chúng qua nhiều đấu trường BL khác nhau. Hệ thống hoạt động trong game cũng bám sát với nguyên tắc thì có thể kể đến như con đường ngắn, phòng thời gian, không vũ trụ, nhân dân. Ngoài ra không hề thiếu các đấu trường PvP sôi động cho bạn khởi sức trên tay, nhưng mà chúng không ăn nhập với cái chủ đề 7 viên ngọc rồng nhé bạn. Thì sau cuối thì Chiến binh Long Thần không phải là một cái tựa game tuyệt nhất trên thị trường, nhưng vẫn là một cái lựa chọn không tồi trên thị trường cho tất cả các bạn game thủ ghiền bộ manga cũng như là anime huyền thoại của tác giả Akira Toriyama là Dragon Ball 7 viên ngọc rồng. Nhìn chung thì tựa game này sẽ có số điểm như đồ họa 2D đẹp mắt, bám sát nguyên tác, hiệu ứng chiêu thức hoành tráng và hút mắt, và nhân vật đồ sộ với hơn 60 đấu sĩ nha bạn. Đa dạng các hoạt động BL cũng như BB cho bạn khám phá, dễ dàng kiếm lượt thông qua các hoạt động in-game. Nhưng mà sau sau đó thì tựa game này sẽ có một số khuyết điểm như là gameplay không có gì mới mẻ, giúp hành lập kiếm làm tục giảm trách nhiệm. Hy vọng nhà phát hành cũng như sản xuất sẽ phối hợp nhau để cải tiến những cái khuyết điểm đó để giúp cho tựa game này có thể hoàn hảo hơn và hút nhiều các bạn hơn. Ok, thì đó là review sơ lược một chút xíu về cái tựa game này của mình. Thì để hiểu rõ hơn, các bạn có thể tải tựa game này về và tự mình khám phá nha bạn.
Yeah.